Loạn ngôn, truyền thông Trung Quốc dọa sẽ dạy cho Việt Nam một bài học nếu theo Mỹ. Xin kính chào quý vị và các bạn, từ một lần tiết lộ chính xác thông tin người đứng đầu nhà trắng tới thăm Việt Nam thì ngày mùng 6 tháng 10 vừa qua, tờ Reuters một lần nữa làm công chúng xôn xao khi cho biết người đứng đầu nhà nước Trung Quốc là ông Tập Cận Bình cũng sẽ sớm có chuyến thăm tới Việt Nam trong năm nay. Reuters nhấn mạnh rằng chuyến thăm đã nêu bật tầm quan trọng mang tính chiến lược ngày càng tăng của Việt Nam thế nhưng nó cũng cho thấy sự tranh giành ảnh hưởng trong khu vực giữa các cường quốc đang ngày một căng thẳng và gia tăng không ngừng. đặc biệt, hai trong số bốn nguồn tin do tờ Reuters trích dẫn cho biết phía Trung Quốc đang thảo luận với Việt Nam về chủ đề chung vận mệnh nhằm bảo vệ lợi ích chung của hai nước giữa lúc bị các nước phương Tây chú ý. cụm từ hai tư tưởng các dân tộc có chung vận mệnh thường được chủ tịch tập sử dụng trong các chuyến thăm Việt Nam. đây là cách nhìn về một cộng đồng toàn cầu có chung vận mệnh cần chung tay vì hòa bình, thịnh vượng và phát triển. Tuy nhiên, phản ứng trước lời kêu gọi này của Trung Quốc, các quan chức Việt Nam tỏ ra khá thận trọng khi bổ sung thông tin này trong các buổi ngoại giao. Thay vào đó, phía Việt Nam lại thường dùng đến chính sách láng giềng thân thiết hơn là cộng đồng chung vận mệnh, giống như Trung Quốc kêu gọi. Điều này lại một lần nữa cho thấy sự khôn ngoan lọc lõi của Việt Nam ta, bởi trong lúc Trung Quốc đang bị các nước phương Tây chú ý thì việc gắn chặt Việt Nam với Trung Quốc thông qua ba chữ chung vận mệnh không khác gì lấy súng tự bắn vào chân mình, xong chạy trời vẫn không khỏi nắng. Chắc chắn với sự kiện nâng cấp ngoại giao với Mỹ vừa qua, Việt Nam sẽ bị Trung Quốc gây sức ép để buộc chúng ta phải nghiêng về phía họ. Và mới đây, một tờ báo trong nước Trung Quốc đã viết bài gửi lời đe dọa tới Việt Nam với phần nội dung cực kỳ hiếu chiến và ngang ngược. Trang báo với tiêu đề Việt Nam quyết mua vũ khí Mỹ, Trung Quốc đã có cách đáp trả, nội dung gồm có hai phần. Phần đầu nói về việc cách Trung Quốc sẽ đáp trả với việc Việt Nam khi chuyển từ sử dụng vũ khí Nga sang sử dụng khí tài của Mỹ. Và phần thứ hai là các lệnh trừng phạt mà Trung Quốc có thể áp dụng để đưa Việt Nam về thời kỳ đô đá nếu nước này dám rời xa Trung Quốc. Bỏ Nga theo Mỹ Tờ báo khẳng định, với những cách làm này, Trung Quốc hoàn toàn có thể hạ gục Việt Nam như cách mà Mỹ làm với Cuba. Và để biết chi tiết nội dung bài báo đó như thế nào, liệu Trung Quốc có dám cho Việt Nam một bài học khi mua vũ khí của Mỹ hay không? tất cả sẽ có trong video số ngày hôm nay quý vị nhé. Theo đó, bài báo viết rằng Việt Nam sẽ không chỉ mua F16 của Mỹ mà sẽ còn mua nhiều khí tài khác với quy mô lớn. Trong tương lai, quân đội Việt Nam sẽ chuyển từ việc sử dụng chủ yếu vũ khí Nga sang sử dụng vũ khí Mỹ. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc tuy không phải mức tệ nhưng cũng không phải quá tốt, nên việc Việt Nam mua vũ khí của Mỹ trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang đối đầu sẽ buộc Trung Quốc phải có biện pháp đáp trả. Báo Trung Quốc khẳng định những lập luận về việc Việt Nam chuyển sang sử dụng vũ khí Mỹ nhiều hơn trong tương lai không phải là không có căn cứ mà là bằng chứng thực tế bởi Việt Nam đang muốn tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ. Thứ Việt Nam muốn không chỉ là máy bay chiến đấu F16 mà còn cả xe tăng chiến đấu chủ lực, tàu mặt nước, tàu ngầm trực thăng và tên lửa phòng không, tên lửa chống xe tăng và hàng loạt các vũ khí trang bị khác. Và điều khiến Trung Quốc cảnh giác đó là quân đội việt nam sẽ giống như một bản sao của quân đội hoa kỳ về vũ khí trang bị thậm chí là giống về chỉ huy tác chiến chiến thuật hậu cần chưa kể có khả năng quân đội hoa kỳ trực tiếp cử những giảng viên quân sự sang việt nam đồng nghĩa với việc quân đội việt nam rất có thể sẽ trở thành nhật bản hàn quốc tiếp theo khi đó quân đội hoa kỳ có thể dễ dàng điều khiển từ xa các khí tài của việt nam thông qua hệ thống công nghệ tối tân của riêng mình nếu tất cả những giả thiết này thành sự thật thì Việt Nam có thể trở thành một Ukraine. Tiếp theo, bài báo đe dọa Trung Quốc sẽ biến Việt Nam trở về thời đô đá giống như Cuba và Venezuela nếu dám đâm sau lưng Trung Quốc theo cách như vậy. Theo đó, Trung Quốc sẽ tung cú đánh đầu tiên vào nền kinh tế Việt Nam. Bởi làm ăn với Việt Nam nhiều năm, nên Trung Quốc hiểu rõ kinh tế Việt Nam phát triển dựa vào thương mại tái xuất, xuất khẩu nhiều nhưng nhập khẩu cũng nhiều. Nên nếu Trung Quốc không cung cấp nguyên vật liệu cho Việt Nam, thì lĩnh vực xuất khẩu sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, qua đó gây áp lực lên nền chính trị của Việt Nam, buộc họ phải xem xét yêu cầu của Trung Quốc. Trong lịch sử, Trung Quốc đã từng một lần tung đòn phủ đầu vào nền kinh tế Việt Nam. Do đó, không có gì khó khăn nếu Trung Quốc muốn lặp lại một lần nữa. Vâng, đó là những gì mà bài báo đã viết. Qua đó có thể thấy được tác giả người Trung Quốc đã lộng ngôn như thế nào để cho tác giả được mở mang sự hiểu biết. Chúng tôi cần nhắc lại lịch sử một chút để tác giả hiểu rõ Quả thực trong quá khứ, Trung Quốc đã từng có biện pháp để bóp nghẹt nền kinh tế của Việt Nam. Đó là vào những năm 1980, ngay sau cuộc chiến tranh biên giới năm 1979. Theo đó, việc Trung Quốc vẫn duy trì sự hiện diện quân đội ở biên giới hai nước và nhiều lần mở các cuộc tấn công nhỏ trong suốt 10 năm. Sau năm 1979, đã buộc Việt Nam phải duy trì lực lượng phòng thủ lớn ở biên giới và miền Bắc. Cùng với việc bị xa lầy với chiến sự dài dẳng ở Campuchia mà Trung Quốc muốn kéo dài chưa kể Việt Nam còn bị cô lập trong 10 năm trên trường quốc tế đã tạo ra những áp lực rất lớn lên nền kinh tế Việt Nam khi đó. Nền kinh tế vào thời điểm năm 1980 vốn đã yếu kém, lại thêm việc bị Mỹ cấm vận và còn phải căng ra duy trì một lực lượng, lượng quân đội lớn đã khiến tình hình kinh tế cả nước tệ hại đi rất nhiều so với thời kỳ trước. Nếu cùng thời điểm Trung Quốc phát triển mạnh từ năm 1978 do công cuộc cải tổ kinh tế của Đặng Tiểu Bình, thì ngược lại phải mất tới 7 năm sau chiến tranh biên giới, Việt Nam mới bắt đầu thời kỳ đổi mới, cải tổ đất nước. Đó cũng là nguyên nhân vì sao nước ta đi sau Trung Quốc và các nước khác trong khu vực. Còn hiện nay, mặc dù kinh tế đã đi lên nhiều, nhưng suy cho cùng vẫn phụ thuộc khá nhiều vào nền kinh tế tỷ dân của Trung Quốc. Do đó, nếu xử lý không khéo, thiệt hại sẽ là đáng tiếc. Trở lại với bài báo, họ tiếp tục nêu rằng nếu Việt Nam thực sự dám đâm sau lưng Trung Quốc, Bắc Kinh có thể dễ dàng lợi dụng những ưu thế về kinh tế để bóp nghẹt Việt Nam, và sau đó là cử quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đến để thu dọn tàn cục. Ngoài điểm yếu về hàng hóa, bài báo cho rằng phần lớn điện Việt Nam hiện nay cũng đều phải nhập khẩu từ Trung Quốc, nên chỉ cần lưới điện Trung Quốc đóng van thì hầu hết các nhà máy thành phố của Việt Nam sẽ ngay lập tức rơi vào thời khắc đèn tối nhất. Trung Quốc cũng đã thiết lập nhiều con đập ở sông Mekong và các lưu vực sông khác, nên nếu bấm vài nút thì phần lớn Việt Nam một là không có nước hoặc là ngập chìm trong lũ. Bài báo nhấn mạnh nếu muốn thấy Việt Nam như thế nào sau các đòn đáp trả này, hãy nhìn vào Cuba và Venezuela, hai nước đã và vẫn đang khốn đốn trước các lệnh trừng phạt của Mỹ về mặt quân sự. Bài báo nói Trung Quốc cũng đủ sức gian đe Việt Nam, chẳng hạn như hạm đội Nam Hải ở chiến trường phía Nam là hạm đội mạnh nhất châu Á, với hai tàu sân bay Sơn Đông và Phúc Kiến, có thể dễ dàng đè bẹp Việt Nam. Chưa kể lục quân trong bộ tư lệnh chiến khu 5 có hai quân đoàn chủ lực là sư đoàn 74, 75, đặc biệt là quân đoàn 75 đóng trên địa bàn Quảng Đông, Quảng Tây đã được Trung Quốc đặc biệt xây dựng để chiến đấu trên bán đảo Đông Dương. Ngoài ra còn có lực lượng tác chiến gồm hai lữ đoàn tấn công đường không, trong đó có một lữ đoàn sở hữu hàng trăm máy bay trực thăng. Đồng thời trong những năm gần đây, quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc tiếp tục tăng cường hợp tác quân sự với cả Lào và Campuchia, cùng với các nước khác, chẳng hạn như việc xây dựng cơ sở, căn cứ hải quân Ream đã hoàn thành. Nếu Việt Nam dám tập trận với quân đội Hoa Kỳ, quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc có thể thông qua Lào và Campuchia để tới tận nơi giám sát và theo dõi bất cứ lúc nào. Như vậy, có thể thấy Trung Quốc đã chuẩn bị khá kỹ càng cho trường hợp Việt Nam tấn công họ cả về mặt kinh tế lẫn quân sự. Và điều ngạc nhiên là ngoài mặt thì vẫn tôn trọng nguyên tắc ngoại giao đa phương của việt nam nhưng bên trong thì lại âm thầm xây dựng căn cứ hải quân ream để phòng thủ trước việt nam sự kiện cảng ream ở campuchia được trung quốc để tâm tới nay mới vỡ lẽ ra rằng đó là nước đi trước của trung quốc đề phòng việt nam ngả theo mỹ nó cho thấy phía trung quốc có phần khá sợ việt nam chúng ta vì sao chúng tôi lại nói như vậy chẳng phải việt nam đã nhiều lần tuyên bố chính sách ngoại giao đa phương chủ trương hòa bình của mình đấy sao chưa kể còn có chính sách quốc phòng 4 không nữa. Nhưng vì sao Trung Quốc vẫn cứ lo sợ ở Việt Nam đến nỗi sẵn sàng viết bài với những lời cực kỳ hiếu chiến để đe dọa Việt Nam? Thực ra cũng chẳng có gì là khó hiểu với tâm lý này của Trung Quốc, bởi đúng như ông bà ta có câu, nếu không đi đêm thì làm gì có ngày gặp ma, nếu không làm chuyện xấu thì làm gì có tật giật mình. Năm 1974, lợi dụng đất nước Việt Nam vẫn còn đang dối ren Trung Quốc đã tấn công chiếm đóng hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa vào tháng 1 năm 1974. Sau trận hải chiến ngắn đó, Trung Quốc chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, trong khi lãnh đạo Việt Nam Cộng hòa hủy bỏ kế hoạch huy động không quân phản công nhằm chiếm lại đảo. Mỹ và hạm đội 7 của họ cũng không giúp đỡ Việt Nam Cộng hòa tại Hoàng Sa khi được đề nghị. Sau hải chiến Hoàng Sa năm 1974, Trung Quốc đã thay thế Việt Nam Cộng hòa kiểm soát quần đảo này, nhưng họ ngậm được chứ không nuốt được bởi ngay sau đó cùng thời điểm tấn công vào sài gòn quân đội nhân dân việt nam đã cho các lực lượng ra đảo trường sa lấy lại quyền kiểm soát từ tay quân đội việt nam cộng hòa chiến dịch mang tên trường sa đã giúp cho việt nam lấy lại được sức mạnh vốn có trên biển đông sự việc đó chứng minh rằng một cái xương đã vào họng trung quốc khiến họ ngày đêm mất ngủ vì sợ việt nam sẽ trả đũa vì lý do mất hoàng sa nỗi sợ ấy vẫn còn tồn tại mãi cho đến ngày nay nên mỗi lần thấy việt nam xích lại gần hơn với mỹ là Trung Quốc phản ứng cực kỳ dữ dội, nhất là khi tình cảnh ngày nay đã đảo ngược. Việt Nam thì ổn định, còn Trung Quốc thì đang rối ren. Trong nước thì có Đài Loan chưa thống nhất, bên ngoài thì có Mỹ và đồng minh bao vây, nguy cơ chiến tranh trực chờ hàng ngày. Với một thế cục hỗn loạn như hiện nay, việc Trung Quốc lo sợ chúng ta tái chiếm Hoàng Sa là hoàn toàn có căn cứ. Nên việc bảo Trung Quốc viết bài đe dọa, còn người đứng đầu Trung Quốc thì sửa soạn sang Việt Nam cùng lời kêu gọi Việt Nam phải đi theo Trung Quốc vì hai nước có vận mệnh chung. Những hành động đó càng cho thấy Trung Quốc lo sợ trước một Việt Nam ngày càng mạnh mẽ hùng cường. Tất cả những lời kêu gọi ấy chỉ là lời hoa mỹ dùng để che đậy sự thật là Trung Quốc đang lo sợ một Việt Nam vươn mình và tái chiếm lại quần đảo Hoàng Sa cùng nhiều đảo đá khác giải rác khắp Biển Đông. Song tâm lý lo sợ ấy cũng cho chúng ta hiểu được vào lúc này là lúc Trung Quốc còn khả năng gây áp lực với Việt Nam nhất. Vì nếu để thêm vài năm, Việt Nam với sự hỗ trợ của Mỹ sẽ ngày một mạnh mẽ về kinh tế, mà kinh tế thì là sức mạnh trụ cột trong mọi loại sức mạnh, nên càng để lâu thì sẽ càng sinh biến. Khi ấy thì không phải Việt Nam mà chính Trung Quốc mới là bên bị mất tiếng nói. Do đó thông qua bài báo này của Trung Quốc, chúng ta có thể cảm nhận được sự lo lắng của nền chính trị Trung Quốc với Việt Nam ta. Điều đó đồng nghĩa sắp tới ngoại giao phải càng khéo léo hơn nữa, vì nếu không sẽ làm tổn hại đến thời cơ phát triển trăm năm có một của đất nước. Và theo quý vị chúng ta phải làm như thế nào thì mới khéo léo được đây. Một số nhà bình luận cho rằng những giải pháp để hóa giải lo ngại này chính là xích lại gần hơn nữa với Trung Quốc về mặt kinh tế. Theo đó chỉ trong vài tháng trở lại đây, Việt Nam đã khai trương hai tuyến đường sắt nối Việt Nam Trung Quốc. Đó là chuyến tàu hàng liên vận quốc tế từ thành phố Thạch Gia Trang Trung Quốc đến ga Yên Viên Hà Nội và tàu liên vận quốc tế chạy trên tuyến đường sắt từ ga Sóng Thần Bình Dương đến Trung Quốc và vào sáng ngày mùng 2 tháng 8 vừa qua, chuyến tàu hàng liên vận quốc tế đầu tiên của Trung Quốc từ thành phố Thạch Gia Trang đã đến ga Yên Viên Hà Nội. Được biết, đây là chuyến tàu đầu tiên của tuyến vận chuyển hàng hóa giữa hai nước được các đơn vị đường sắt Việt Nam và Trung Quốc cùng tổ chức thực hiện. Đoàn tàu này chạy thẳng giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian vận chuyển so với thời gian chuyển tải hàng tại biên giới như trước và thuận tiện hơn trong việc làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa. Sau khi chuyển tàu từ Trung Quốc đến Việt Nam ổn định, thì vào chiều ngày 27 tháng 9 vừa qua, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã phối hợp tổ chức lễ ra mắt đoàn tàu liên vận quốc tế vận chuyển hàng hóa xuất khẩu từ ga Sóng Thần đi Trung Quốc. Ga Sóng Thần thuộc địa bàn thành phố Dĩ An, Việt Nam và hàng hóa vận chuyển đi Trung Quốc chủ yếu là hàng tiêu dùng, dệt may, điện tử, ô tô, xe máy và nông sản thực phẩm. Tuyến vận chuyển chính là từ ga Sóng Thần, sau đó đi đến ga Yên Viên, Giáp Bát, Hà Nội sau đó chuyển tiếp vào các đoàn tàu liên vận quốc tế đến trung quốc và quá cảnh qua nước thứ ba nga mông cổ trung á và châu âu nói chung việt nam đã và đang phần nào đó tham gia vào sáng kiến vành đai và con đường của trung quốc việc xây dựng các tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa quốc tế bổ sung cho tuyến đường biển chính là cách mà việt nam có thể vẫn đạt được lợi ích về kinh tế vừa hóa giải được mối lo của nước này với việt nam như chúng ta đều biết nhiều năm qua thứ mà trung quốc đau đầu đối phó chính là mỹ và đồng đô la Mỹ. Với hệ thống petrodollar vững chắc, nước Mỹ đã nhiều lần làm thế giới trao đảo vì mình. Họ xuất khẩu lạm phát, dùng hệ thống thanh toán quốc tế để trừng phạt những nước không nghe lời, đặc biệt là dễ dàng in tiền và vay nợ để tài trợ chiến tranh. Những hành động đó đã làm cho nước Mỹ ngày một trở thành cái gai trong mắt các cường quốc khác. Trung Quốc với vị thế mới nổi chắc chắn không bao giờ thích điều này và họ đang điên cuồng làm mọi thứ để hạ bệ đồng đô la và sáng kiến vành đai con đường chính là cách mà Trung Quốc ấp ủ trong mục tiêu đó. Bởi thông qua cơ sở vận chuyển hàng hóa trên đất liền, Trung Quốc có thể bắt buộc các nước dùng đồng nhân dân tệ để thanh toán. Mặc dù nó sẽ không thể hạ gục đồng đô la, nhưng chắc chắn sẽ giúp cho Trung Quốc vững mạnh hơn trước Mỹ. Không cần hạ gục Mỹ, chỉ cần ngang hàng với họ thôi cũng đã có thể chia đôi được thế giới. Và tất nhiên rồi, Trung Quốc sẽ cực kỳ không vui khi một Việt Nam vừa ngả theo Mỹ lại vừa phản đối chính sách vành đai, con đường của họ. Với tâm thế của một nước lớn, Trung Quốc thường xuyên cho truyền thông đe dọa Việt Nam. Mặc dù chúng ta vốn chẳng hề sợ vì Trung Quốc chưa hề thắng một cuộc chiến nào trước Việt Nam. Kể từ khi lập nước đến nay, nhưng do đất nước mới vừa có cơ hội vươn mình nên Việt Nam vẫn phải khéo léo trong quan hệ với Trung Quốc và việc tham gia sáng kiến vành đai con đường là một biện pháp có lợi cho cả đôi bên. Việc vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt đôi khi sẽ còn tiết kiệm hơn nhiều so với đường biển. Ở những thời điểm các tàu thiếu hụt container hay giá dầu leo thang Việt Nam chỉ cần tìm ra cơ hội để hợp tác với Trung Quốc thì sẽ còn mở được cánh cửa tiến tới làm sâu sắc mối quan hệ giữa hai nước, vừa có lợi ích kinh tế, vừa giữ được tình hình ổn định. Đó mới là thứ nước ta cần nhất vào thời điểm này. Tuy nhiên cũng phải nói rằng Việt Nam cần phải cứng rắn trong một số vấn đề, nhất là khi Trung Quốc cố buộc Việt Nam ta vào cái gọi là vận mệnh chung. Thực tế thì chẳng có cái nào là vận mệnh chung, vì bài học lịch sử vẫn còn đó. Trung Quốc đã từng nhiều lần muốn Việt Nam bị xóa sổ ở Đông Dương. Trận đánh hủy diệt Việt Nam năm 1979 và hàng trăm cuộc chiến lớn nhỏ trong suốt chiều dài lịch sử đã cho thấy một khi thời cơ tới là Trung Quốc sẽ lập tức mở rộng bờ cõi xuống phía Nam, nên giữa hai dân tộc này chỉ có láng giềng chứ không có vận mệnh chung.